Tổng hợp những pha trộm cặn lời, thanh niên choi choai giật phát bịch bánh sandwich, bình ga cũng xù luôn. Hôm nay ngày 11 tháng 3, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền nhau nhiều vụ việc manh động với khắp sành như sau. Ngay cả bịch bánh không giá trị gì, nhưng hai thiếu niên trẻ có hành vi đáng xấu hổ. Các tình huống như thế nào, mời cả nhà xem tiếp nhé! Thanh niên choi choai giật phát bịch bánh sandwich trước mặt chủ tiệm. Vụ việc hy hữu xảy ra tại Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tối cách đây vài ngày. Camera một tiệm ghi lại cảnh hai thiếu niên trẻ không đội nón bảo hiểm chạy ngang qua. Bất chấp có người, tên ngồi sau thò tay lấy trộm bịch bánh rồi cả hai chạy đi. Hành vi khiến những người trong tiệm hết sức bất ngờ, không nghĩ rằng đến bịch bánh mà cũng lấy trộm. Hai ông anh thấy cửa tiệm bán gà hứa hình và béo bở nên không kìm lòng được. Tình huống sau đây cảnh báo các cửa hàng buôn bán kinh doanh gà cẩn trọng. Vụ việc xảy ra sáng ngày 9 tháng 3 tại Quy Nhơn, Bình Định. Có hai ông anh chạy xe máy tới trước cửa hàng bán gà đang mở cửa. Một người ngồi xe nổ máy sẵn, người còn lại vào cửa hàng bưng trộm bình ga bên trong rồi lao xa tẩu thoát cùng đồng bọn. Nhanh đến mức mà tôi dựng clip không kịp nhìn luôn đám mấy bà, nhanh như cơn gió chướng khí đầu tháng 3 vậy. Công bạn, bạn thấy sao về những vai trò cướp táo bạo, ngay cả bịch bánh cũng không tha này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.